không ai được ở lại tàu, không ai được ở tại tàu. Trong lúc lực lượng chức năng đã cực lực vận động thì những tàu cá này vẫn neo gần khu vực cửa sông Hàm Luông, không chịu vào nơi tránh trú an toàn. Hơn 14 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2017, lực lượng bộ đội biên phòng đồn Hàm Luông, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã phải dùng nhiều biện pháp để vận động 23 tàu cá này. Hiện trên mỗi tàu có từ 5 đến 10 thuyền viên. Nguyên nhân họ đưa ra là vì chưa có lệnh của chủ tàu nên chưa vào nơi tránh trú. Trong khi đó, khi lực lượng chức năng liên hệ thì chủ tàu cho biết đã yêu cầu tài công lên bờ nhưng họ chưa thực hiện. Ngoài ra, trên địa bàn, 97 tàu vẫn neo đậu ở khu vực không an toàn. Thượng tá Ngô Đại Cầu, trưởng đồn biên phòng Hàm Luông cho biết, đơn vị đã lập danh sách các tàu này để liên hệ vận động các chủ tàu, yêu cầu thuyền trưởng điều khiển tàu vào khu vực an toàn theo quy định. Đến 16 giờ chiều ngày 25 tháng 12, lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp cứng rắn để đưa hết thuyền viên lên bờ. Tính đến chiều ngày 25 tháng 12, ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận 3.000 tàu với hơn 20.000 thuyền viên tránh trú.